Xin chào các em học sinh, cô tên là Thùy Trang, giáo viên đến từ trường tiểu học Quang Trung, thành phố Huế. Các em thân mến, như vậy các em đã trải qua 21 tuần học trên trường hình rồi. Cô hy vọng các em tiếp tục chăm ngoan và theo dõi đầy đủ các tiết học trên trường hình để các em có kiến thức đầy đủ trong những ngày dịch bệnh căng thẳng mà các em không đến trường được các em nhé. Và bây giờ cô có một câu hỏi. Như vậy, tiết trước các em đã được học bài gì? Tiết trước các em đã được học bài mưa. Vậy, khi gặp mưa, các em sẽ làm gì? Khi gặp mưa, các em phải mặc áo mưa, hoặc là che dù, hoặc là tìm nơi để trú mưa, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh đấy các em ạ. Bây giờ, cô mời các em cùng đi vào bài học ngày hôm nay, là bài 2 trong chủ đề 22, mưa và nắng. Bây giờ trước hết, cô mời các em cùng đọc yêu cầu. Đọc to cùng cô, quan sát tranh và cho biết trong tranh có những nhân vật nào. Như vậy, cô mời các em quan sát tranh và cho cô biết trong tranh có những nhân vật nào. Trong tranh có nhân vật mặt trời và hạt đậu đang nảy mầm. Mặt trời nói gì với hạt đậu các em? Đậu nhỏ dậy đi. Ở bức tranh 2, thì lúc này hạt đậu đã nảy mầm rồi lá xanh mơn mởn nhờ ánh nắng mặt trời tỏa xuống. Vậy hạt đậu nói gì với ông mặt trời về các em? Cháu chào ông mặt trời. Và để biết đầy đủ hơn cuộc nói chuyện của ông mặt trời và hạt đậu như thế nào, cô mời các em cùng đi vào bài tập đọc hôm nay, Mặt trời và hạt đậu. Cô mời các em đọc lại. Đọc lại cùng với cô, mặt trời và hạt đậu. Bây giờ cô mời các em dở sách ra trang 37 cùng chỉ tay và lắng nghe cô đọc. Mặt trời và hạt đậu. Có một hạt đậu đang ngủ dưới lớp đất ẩm êm. Bỗng những tia nắng chiếu xuống làm cậu tỉnh giấc. Cậu nghe ông mặt trời gọi, dậy đi. Cậu thưa, cháu dậy rồi. Có phải trên ấy đang lạnh lẫm không ? Ông mặt trời đáp, vướng vai mạnh lên, ông sẽ sưởi ẩm cho cháu. Hạt đậu vươn vai rồi lên mặt đất. Cậu thấy khắp nơi đã sáng bừng. Cậu vội xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ theo nhật linh. Các em chú ý, trong bài có lời nói của mặt trời và hạt đậu, thì khi đọc đến lời nói của ông mặt trời, các em đọc với giọng rõ ràng, chậm rãi. Và khi đọc đến lời nói của hạt đậu, các em đọc với giọng nhỏ nhẹ. Và trong bài có câu hỏi. Thi cuối câu các em nhớ kéo dài hơi. Và trong bài có một số từ dễ đọc sai như sau. Vươn vai, trồi lên, mặt đất, bần sáng, rực rỡ. Cô mời các em cùng quan sát. Vươn vai, các em chú ý từ vươn có âm N đứng cuối. Các em chú ý lắng nghe cô đọc. Vươn vai, cô mời các em nhắc lại. Đọc lại cùng với cô, vươn vai. Các em theo dõi. Như vậy, vừa rồi cô đã thực hiện hoạt động vươn vai đấy các em ạ. Bây giờ cô mời các em cùng tiếp tục quan sát. Trồi lên, tiếng trồi có âm trờ đứng trước, nên khi đọc các em cố gắng bật hơi mạnh. Trồi lên, cô mời các em. Đọc lại cùng với cô. Trồi lên. Để biết được trồi lên có nghĩa như thế nào, cô mời các em cùng theo dõi đoạn video sau.
Như vậy, hạt đậu đang nảy mầm và trồi lên khỏi mặt đất đấy các em ạ. Tiếp đến, các em chú ý, từ mặt đất đều có âm cuối là tờ. Các em lắng nghe cô đọc. Mặt đất, cô mời các em nhắc lại. Đọc lại cùng với cô, mặt đất. Tiếp đến, từ bằng sáng có tiếng sáng chữ âm sơ đứng đầu, thì khi đọc các em cố gắng nhấn mạnh dòng bằng sáng. Rực rỡ có tiếng rỡ chữa dấu ngã, thì khi đọc các em chú ý kéo dài hơi rực rỡ. Cô mời các em đọc lại. Đọc lại cùng với cô, rực rỡ. Rực rỡ có nghĩa là màu sắc tươi sáng, đẹp đẽ, làm nổi bật hẳn lên, làm cho ai cũng phải chú ý. Bây giờ cô mời các em đọc lại. Vươn vai, trồi lên mặt đất, bừng sáng, rực rỡ. Và trong bài có câu cuối là một câu dài, nên khi đọc các em chú ý, nghỉ hơi ở dấu gạch chéo. Các em lắng nghe cô đọc. Cậu vội xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ. Cô mời các em đọc lại. Đọc lại cùng với cô. Cậu vội xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ. Bây giờ cô mời các bạn cùng chỉ tay vào sách và luyện đọc toàn bài. Mặt trời và hạt đậu. Có một hạt đậu đang ngủ dưới lớp đất ẩm êm. Bỗng những tia nắng chiếu xuống làm cậu tỉnh giấc. Cậu nghe ông mặt trời gọi: "Dậy đi, cậu thưa, cháu dậy rồi. Có phải trên ấy đang lạnh lắm không ạ?" Ông mặt trời đáp: "Vươn vai mạnh lên, ông sẽ sưởi ấm cho cháu." Hạt đậu vươn vai trồi lên mặt đất. Cậu thấy khắp nơi đã sáng bừng. Cậu vừa xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ theo nhật lên. Bây giờ cô mời các em cùng quan sát lại bài và trả lời câu hỏi sau. Tìm trong bài tập đọc tiếng có vần anh, an. Đầu tiên cô mời các em tìm các tiếng có vân anh. Đó là tiếng lành và tiếng mạnh. Bây giờ cô mời các em phân tích cho cô tiếng mạnh. Tiếng mạnh gồm âm m đứng trước, vân anh đứng sau và dấu nặng ở dưới âm a. Tiếp đến các bạn tìm trong bài tiếng có vân an. Chính là tiếng sáng. Bây giờ các bạn phân tích cho cô tiếng sáng nào. Tiếng sáng gồm âm sờ đứng trước, vần an đứng sau và dấu sắc trên đầu âm a. Tiếp đến, cô mời các em đọc yêu cầu. Đọc to cùng với cô. Tìm ngoài bài tập đọc từ ngữ chứa tiếng có vân anh an và có ví dụ như sau: bầu trời xanh, ánh nắng vàng. Cô giới thiệu với em, đây là hình ảnh về bầu trời xanh, còn đây là hình ảnh về ánh nắng vàng. Các em chú ý, khi vào buổi trưa trời có ánh nắng vàng gay gắt thì các em nên đội mũ hoặc mặc áo khoác nắng hoặc là tìm nơi im mát để đứng các em nhé. Bây giờ đầu tiên các em hãy tìm tiếng từ ngữ ngoài bài có vân anh. Cô có
các từ ngữ chứa vần ăn như sau. Cô mời các em đọc. Đọc to cùng cô. Quả chanh, bánh bao. À, như vậy quả chanh có tiếng chanh chứa vần ăn. Từ bánh bao có tiếng bánh chứa vần ăn. Bây giờ cô mời các em hãy phân tích cho cô tiếng bánh. À, tiếng bánh gồm âm bờ đứng trước, vần ăn đứng sau và dấu sắc trên đầu âm A. Tiếp đến, cô mời các em tìm các từ ngữ ngoài bài có tiếng chứa vần ăn. À, cô có các từ ngữ chứa vần ăn như sau. Cô mời các em đọc. Đọc to cùng cô. Tháng 3, cầu thang. Như vậy, từ ngữ tháng 3 có tiếng tháng chứa vần ăn. Từ cầu thang có tiếng thang chứa vần ăn. Bây giờ cô mời các em hãy phân tích cho cô tiếng tháng. À, tiếng tháng gồm thơ đứng trước, vần ăn đứng sau và dấu sắc trên đầu âm A. Bây giờ cô mời các em cùng đọc lại bài để chúng ta cùng tìm hiểu bài nhé. Mặt trời và hạt đậu. Có một hạt đậu đang ngủ dưới lớp đất ẩm êm. Bỗng những tia nắng chiếu xuống làm cậu tỉnh giấc. Cậu nghe ông mặt trời gọi, dậy đi. Cậu thưa, cháu dậy rồi. Có phải trên ấy đang lành lặn không à? Ông mặt trời đáp, vươn vai mạnh lên, ông sẽ sưởi ẩm cho cháu. Hạt đậu vươn vai trồi lên mặt đất. Cậu thấy khắp nơi đã sáng bừng. Cậu vội xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ theo nhật lên. Vậy các em cho cô biết hạt đậu đang làm gì? À, hạt đậu đang ngủ dưới lớp đất ẩm êm. Vậy điều gì đã làm hạt đậu tỉnh giấc về các em? À, chính là những tia nắng chiếu xuống làm cậu phải tỉnh giấc. Vậy khi thấy khắp nơi đã sáng bừng, hạt đậu đã làm gì? À, cậu vội xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ. Bây giờ cô và các em sẽ cùng đi vào hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động tập viết. Cô giới thiệu với các em, đây là chữ bờ viết hoa cờ nhỏ. Chữ bờ viết hoa cờ nhỏ gồm có hai nét, nét 1 là nét móc ngược trái và nét 2 là nét cong trên nối liền với nét cong phải và có xoắn nhỏ ở giữa, có độ cao là 2.5 ô và độ rộng là gần 2.5 ô. Và để biết được cách viết chính xác, cô mời các em cùng quan sát. Tiếp đến, cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết câu ứng dụng. Cô mời các bạn đọc. Cô mời các em đọc lại cùng với cô. Ban mai, ánh nắng trong vắt. Cô mời các em cùng quan sát. Các em chú ý, chữ cái đứng đầu câu được viết hoa và cuối câu có dấu chấm. Và trong câu có dấu phẩy được viết ở đường kẻ 1. Các em chú ý, khi viết chúng ta viết liền nét, đúng độ cao, độ rộng của cả con chữ và khoảng cách giữa các chữ chính là bằng một con chữ O. Các em chú ý nhé. Bây giờ cô mời các em vừa vở tập viết tập 2, trang 9. Chúng ta sẽ viết bài 2 trong chủ đề 22, mưa và nắng. Cô mời các em đọc. Bờ,
ban mai, ánh nắng trong vắt. Như vậy các em sẽ tô một dòng chữ mơ viết hoa cờ nhỏ và viết một câu ban mai, ánh nắng trong vắt. Và phần tập viết này các em sẽ được viết sau khi kết thúc tiết học các em nhé. Bây giờ chúng ta cùng qua hoạt động tiếp theo là hoạt động nhìn viết. Câu các bạn sẽ được viết trong hôm nay đó là từ cầu vồi xòe cho đến rực rỡ, chính là câu cuối của bài. Bây giờ cô mời các em cùng đọc lại. Cầu vồi xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ. Các em chú ý, khi viết chúng ta sẽ viết hoa con chữ đứng đầu câu và cuối câu có dấu chấm. Trong câu này có các từ khó dễ viết sai. Xòe. Cô mời các em hãy phân tích cho cô từ xòe. À, từ xòe gồm âm sờ đứng trước, vĩnh e đứng sau và dấu huyền trên đầu âm e. Bây giờ cô mời các em đọc lại. Đọc lại cùng với cô. Xòe. Nhỏ xíu. Bây giờ cô mời các em hãy phân tích cho cô tiếng xíu. À, tiếng xíu gồm âm sờ đứng trước, vĩnh yêu đứng sau và dấu sắc trên đầu âm y. Bây giờ cô mời các em cùng đọc lại với cô. Nhỏ xíu. Cô mời các em nhắc lại. Đọc lại cùng với cô. Nhỏ xíu. Từ mặt trời. Cô mời các em cùng đánh vần từ mặt trời. À, mặt trời được đánh vần như sau. Mờ át mắt nằn mặt. Trời ơi trời huyền trời. Mặt trời. Cô mời các em cùng đọc lại. Đọc lại cùng với cô. Mặt trời. Rực rỡ. Các em chú ý, tiếng rực âm cuối là cờ và chữ rỡ là dấu ngã. Bây giờ cô mời các em cùng đọc lại với cô. Rực rỡ. Nhắc lại nào. Bây giờ cô mời các em cùng quan sát cách viết. Như vậy, chữ cờ được đứng đầu câu nên sẽ được viết hoa. Ở đây các em chưa được học viết hoa chữ cờ thì các em có thể viết chữ cờ in hoa. Và cuối câu phải có dấu chấm. Khi viết các em chú ý viết liền nét, đúng độ cao và độ rộng. Đặc biệt phải đặt dấu ghi thanh đúng vị trí và khoảng cách giữa các chữ chính là bằng một con chữ O. Bây giờ cô mời các em cùng dở vở tập viết trang chính. Phần này chính là phần nhìn viết và phần nhìn viết này các em cũng thực hiện sau khi kết thúc tiết học các em nhé. Bây giờ cô mời các em cùng qua hoạt động tiếp theo. Mời các em đọc yêu cầu sau. Đọc to cùng cô. Thay hình ngôi sao bằng chữ trờ hoặc chữ chờ. Như vậy, yêu cầu của bài tập này là chúng ta sẽ thay hình ngôi sao bằng chữ trờ hoặc chữ chờ sao cho thích hợp. Cô mời các em cùng quan sát tranh. À, tranh vẽ về một món ăn đúng không các em? Và món ăn này được gọi là canh trứng. Như vậy, từ trứng chúng ta sẽ thay bằng chữ trờ hay chữ chờ? À, đúng rồi, chính là chữ trờ. Cô mời các em đọc lại. Canh trứng. Cô mời các em nhắc lại nào. Đọc to cùng với cô. Canh trứng. Tiếp đến là một món ăn nữa đấy các em ạ. Đây là một món cháo được làm từ cá lóc nên người ta gọi là cháo cá lóc. Vậy tiếng cháo chúng ta sẽ điền con chữ gì? À, chúng ta sẽ điền con chữ chờ. Bây giờ cô mời các em đọc lại. Đọc to cùng cô. Cháo cá lóc. Bây giờ cô mời các em hãy phân tích cho cô tiền cháo. À, tiền cháo gồm chờ đứng trước, phần ao đứng sau và dấu sắc trên đầu âm A. Và cuối cùng là một thức uống.
Đây là một thức uống giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức và nó có tên là trà đào. Chúng ta sẽ thấy hình ngôi sao bằng chữ trờ hay là chữ chớ? À đúng rồi, chính là chữ trờ. Cô mời các em nhắc lại. Trà đào. Bây giờ cô mời các em hãy phân tích từ trà. À, từ trà gồm trờ đứng trước, vần A đứng sau và dấu huyền trên đầu âm A. Bây giờ cô mời các em cùng đọc lại. Canh trứng, chảo cá lóc, trà đào. Và tiết học đến đây đã là kết thúc rồi. Sau tiết học này các em chú ý hoàn thành vở tập viết ở trang 9 và đừng quên luyện đọc bài Mặt trời và hạt đậu. Cô chào và tạm biệt các em.